Tiếp tục giới thiệu các bạn hai cái mẫu đèn Philips hàng chính hãng. Lâu này thì nó có rất nhiều ưu điểm. Này là M5, chân M5, này HX1 gọi là chân H4. Hàng chính hãng thì được đựng trong cái hộp. Hàng chính hãng luôn rải trong hộp ha. Có đầy đủ các thông số cần thiết. Hiện tại thì đã có hàng 1-1 nha các bạn. Rẻ hơn, rẻ hơn. Không biết là các bạn đã mua phải hàng chính hãng hàng 1-1. Đây mình sẽ quay cận cảnh ha. Các con led được đặt rất là chính xác ha, không có lệch. Tản nhiệt nhôm giúp cho đèn được mát hơn. Bảo hành chân đèn 12V 6W chân em M5 hai chấm chì hai cực, phía dưới trên đều có 4 chip led. Đẹp ghê chưa, 6W dành cho xe đời cũ. Các bạn xe đời cũ xài cái chân M5 á, ví dụ Future 1 chẳng hạn, hoặc là chiếc ẹt nhỏ chẳng hạn. Tương tự là chân H4, HX1 2, 4 led sub spotlight ha, trên 4 dưới 4, rất là đẹp. Nhôm này sẽ không bị gỉ sét sau thời gian bị nổ. Phần chân làm rất là đẹp, các thông số HX1 Philips LED 12V 6W ghi đầy đủ các thông số cần thiết, bắt buộc bảo hành 3 chân, cắt các cực mát cốt pha. Thì cái đèn này thì thích hợp cho các bạn nào mà muốn giá nó rẻ nè, muốn xài đèn led nè, tiết kiệm điện nè, và không cần lên sạc, chỉ cần chỉ điện bình là xài ha. Công việc chúng ta là mua về chỉ điện bình, tháo đèn zin ra, lắp đèn này vào xong 6W thôi. Các bạn đừng có nghĩ là 6W thì nó sẽ tối hơn đèn 20W nha, không phải lúc nào cũng đúng. Quan trọng là người ta ghi nó thật hay là giả thôi, ta muốn ghi bao nhiêu tùy. Với công nghệ chip đế xịn thì đâu cần watt cao nó mới sáng. Ta đánh lừa người tiêu dùng, nghĩ là watt càng cao thì nó càng sáng. Quan trọng là ai làm cái đèn này, hàng chính hãng, hàng 1-1, dùng công nghệ gì, chip đế nào, nhìn giống như hai cổng USB không ta. Rồi mình tiến hành lắp chiếc quay cho bạn xem nha. Để xem cái đèn này với cái đèn 22W trên xe thì cái đèn nào sáng hơn, 6W và 22W. Thì chiếc quay này đời 2007, xài chân H4, chúng ta lắp như zin. Ngoại quan hơi bị chày, nhìn khá là sang đẹp ha. Ok, xe này đã chuyển đi bình rồi nha, mở khóa điện lên, mở đèn lên. Code wow, gì vậy? Code như hơi cao quá ta, code hơi cao. Pha pha code pha nguyên cục ha. Nói chung là sáng hàng zin, nhẹ điện, ánh sáng thì ok. 6W tắt đèn, cót bắt xin bắt xin phê ha.
lúc bác sinh. Tuyệt vời. Rồi bạn nào mà cần một cái đèn mà giá rẻ gắn dây zin, không cần phải lên sạc, cứ alo cho mình ha. Các bạn có thể lắp, và các bạn ở xa thì mình xếp hàng qua bưu điện cho các bạn. Chân M5, chân HX1 hoặc là H4.